Phạm Ngân, chúng mình có thể làm bạn được không? Bạn á? Có chuyện gì mà Mỹ thế hả em? À, có anh bạn đến tỏ tình ấy mà. Cái gì? Tỏ tình á? Đũa mốc định trời mông son, cốc ghẻ đen thì thiên nga. Anh không những què, mẹ còn mù nữa đấy. Ồ, con gì này? Hoa à? Hoa này mày mua mấy nghìn? Ôi, thời nào rồi mà mày đi tán gái mà những thứ rẻ tiền thế này hả? Mày nhìn cái quất này chưa? Nhìn thấy chưa? Tao vừa mua xong ra đi. Nè, tao vừa nói giá nha. Cho mày ngã ngửa. Hoa là do tôi tự trồng. Tình cảm tôi dành cho Ngân là thật. Anh không được xúc phạm tôi. Tôi thấy anh không những què, mù, mà lại còn ngu nữa. Anh xem lại bản thân mình đi. Anh nghĩ mình là ai mà lại đòi quen tôi cơ chứ? Tao cũng nói cho mày biết này. Tao không còn biết mày quen Ngân như thế nào. Nhưng hiện tại Ngân là người yêu tao. Tao có nhà, có xe, có tất cả những thứ Ngân cần. Còn mày có gì? Chẳng nhẽ cái đôi nạn của mày có thể đưa Ngân đi hết cuộc đời hay sao? Thằng què. Có thể bây giờ tôi chưa có gì, nhưng tôi lại nhất định tôi sẽ có. Ôi, tao xin mày, què như mày làm ăn trò trống gì nữa. Đừng có mơ mộng gì. Không bao giờ có mùa xuân đấy đâu. Anh nghe thấy người yêu tôi nói gì chứ? Không mong mà xéo về cái xó nhà anh đi. Này thì Hoa này, hãy trở về với đôi nạn của mày đi. Mày sẽ không bao giờ khá hơn tao đâu. Rồi người sẽ phải hối hận. Sẽ phải hối hận à? Tôi sẽ không bao giờ thấy. Sẽ không bao giờ thấy à? Rồi người sẽ phải hối hận. Tôi sẽ không bao giờ thấy. Lâu chưa? Chào xem ạ. Cắt xe luôn nhá. Em vừa đến. Mọi người cậu bị làm sao kia? Em xin lỗi sếp, tại nãy em bị ngã xe ạ. Có sao không? Em thì không sao, nhưng hợp đồng thì... Hợp đồng thì làm sao? Đưa tôi xem nào. Cậu biết cái hợp đồng này có thể cứu vớt cả một công ty mà mình chuẩn bị ký bây giờ không? Hợp đồng thì không sao ạ. Hợp đồng, cái vỏ bề ngoài hơi bị bẩn tí. Em cho vào trong tập hồ sơ này rồi ạ. Nếu cần em chạy đi mua ạ. Thôi không sao. Cậu chạy ra kia, mua tạm cái áo không mặc vào. Bây giờ tôi đi công ty trước. Nhanh nó lên nhá. Thôi để em dìu xếp lên ạ. Không cần. Tôi vẫn tự đi bằng đôi chân của mình. Cậu đi đi. Nhưng mà... Không nhưng gì nữa. Thế cậu định mặc cái áo này đi ký với tôi à? Đi đi. Mời vào. Đây này. Xin chào. Tôi muốn gặp giám đốc. Có phải là anh bạn quân què ngày xưa không nhỉ? Cơn gió nào lại đưa anh đến đây? Kìa. Hai người là... Chào anh chàng mộng mơ. Lâu lắm rồi không gặp. Dễ đến 7 năm rồi đấy nhỉ? Mà ngày xưa đi hai nạn, giờ còn một nạn à? Thế là cũng là xuất sắc đấy. Thôi, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là giám đốc công ty An Dương này. Còn Ngân không còn là người yêu của tôi nữa. Giờ Ngân đã là vợ của tôi và cũng là phó giám đốc công ty này. Tốt quá. Vậy chúng ta sẽ làm việc rồi. Thế vẫn cứ ngu ngơ như ngày nào không hiểu chuyện gì à? Bao nhiêu năm không gặp. Bây giờ lại đi xin việc thế này mà anh cũng khôn đấy, đòi gặp riêng giám đốc cơ.
Bạn rất tốt, nhưng tôi rất tiếc. Dù bạn có tài giỏi đến mấy, tôi không bao giờ chấp nhận người khuyết tật như bạn vào làm công ty này đâu. Đối với người cũng phải hối hận. Tính như ngày xưa anh cũng nói câu này thì phải. Anh xem lại bản thân mình đi. Anh đi làm gì chúng tôi? Thôi, khỏe rồi em thì về nhà ăn phận đi. Đừng có lượn lờ trước giới thiệu viên như thế này. Kẻo người ta tưởng cho anh xin ấy. Mà tôi không bao giờ cho anh xin một đồng nào đâu. Đi về đi. Các người hơi quá rồi. Thôi thôi, làm ơn lết cái xác về đi, hộ cái chúng tôi còn làm việc. Ơ thế, không nghe thấy gì à? Ôi thế què bây giờ, cả điếc nè. Đi ra ngoài đi. Xin lỗi, tôi không thể. Giờ còn định ăn vạ ở đây nữa. Thật khuyết tật. Mà tao nhớ cú đá ngày xưa tao dành cho mày không? Tao nhắc lại lần cuối, đời mày sẽ không bao giờ khá hơn tao đâu. Tiến. Các người tần lạc quá đã. À, anh Đăng. Vợ chồng em chờ anh mãi đến đi kiếm đồng. Thằng này nó đến xin việc mà em không đồng ý thế là ăn vạ. Cứ để nó đuổi nó đi. Xin việc cái gì? Đây là anh Quân, giám đốc công ty tài chính quốc tế Thất Mạnh. Với sự thiện chí của công ty nên anh Quân đã đích thân đến đây để ký hợp đồng cứu rỗi công ty của các người. Vậy mà cái gì? Giám đốc? Không thể nào. Sao lại không thể? Hai người không tin một thằng què như tôi không làm nên trò trống gì à? Sắp mất việc đến nơi rồi mà các người không biết điều, ở đây mà quay thường người khác à? Anh Quân, tôi xin lỗi. Tôi mắt mù, không thấy anh Sơn. Chính chúng tôi mới là những kẻ khuyết tật. Anh rộng lượng tha lỗi cho chúng tôi nhé. Xin lỗi. Bây giờ tôi không thể giúp cho hai người rồi. Anh ơi, em xin lỗi. Anh nể tình bạn bè cũ mà cho chúng em một cơ hội ạ. Thực ra cơ hội nằm trước mắt hai người. Nhưng anh bạn đây đã lỡ tay xé mất cái hợp đồng rồi. Ở đời, hai người nên nhớ, đừng bao giờ coi thường những người khuyết tật, nhất là những người như tôi. Bởi vì những người khuyết tật, họ không biết nói dối. Chúng ta không biết nói dối.